Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Toyota Let's Go Places. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, 189908319princesslife.com. Từ miền Nam California đổ tuần qua xin ngái mến chào quý khán giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Little Sài Gòn TV băng tầng 56.10 được phát hình tại miền Nam California, băng tầng 16.11 tại miền Bắc California và 27.6 tại vùng Houston, Texas. Chương trình cũng đang livestream trực tiếp trên mạng littlesaigontv.com. Quý vị cũng có thể coi các chương trình của Little Sài Gòn TV qua kênh YouTube Little Sài Gòn TV Official hoặc là trên Facebook. Và đừng quên bấm nút like và subscribe để xem lại đầy đủ các chương trình khác của Little Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 13 tây tháng 6 năm 2023. Đợi tuần qua, kính mời quý vị cùng bước vào phần tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay, mở đầu với một số tin đáng chú ý từ Việt Nam. Công an truy tìm 3 luật sư bào chữa trong vụ tỉnh thất vòng lai. Cô giáo Lê Thị Dung nhận mức án 15 tháng tù. Bác sĩ sản phụ khoa bị phạt tiền vì làm lộ thông tin của bệnh nhân. Và sau đây là các phần tin chi tiết từ Việt Nam. Mở đầu phần tin này, thưa quý vị, công an đã truy tìm 3 luật sư bào chữa trong vụ tỉnh thất bồng lai. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh long an ra quyết định truy tìm ba luật sư từng tham gia bào chữa trong vụ tỉnh thất bồng lai đó là các luật sư nguyễn văn miến đào kim lân và đặng đình mạnh theo tin của vn express quyết định được đưa ra sau khi ba luật sư không đến làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này theo thông báo truy tìm người ba vị luật sư vừa nêu trên đã bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo với Công an tỉnh Long An về hành vi bị cho là phát tán trên không gian mạng, đoạn video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Luật sư Đào Kim Lân không đến làm việc theo giấy triệu tập, nhưng trước đó vào ngày 28 tháng 2, Ông có đơn kêu cứu khẩn cấp và đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan trung ương của Việt Nam, trong đó có Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an, Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng như Cục An ninh mạng. Trong đơn này, luật sư Lân bày tỏ băn khoăn về tính khách quan của việc giao cho Công an của tỉnh Long An xem xét vụ việc, vì trước đó ông và bốn đồng nghiệp đã viết đơn tố cáo Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân tỉnh Long An có nhiều vi phạm trong quá trình tố tùng của vụ án. Ông cũng cho rằng ông đang cư trú và làm việc tại Sài Gòn, nơi ông đăng tải thông tin về vụ án tỉnh Thất Bồng Lai lên Facebook và YouTube. Do vậy, nếu cần thì công an thành phố mới là cơ quan có thẩm quyền xem xét liệu ông có vi phạm hay không. Tuy nhiên, thanh tra Bộ Công an đã gửi lại văn bản này cho nhà chức trách của tỉnh Long An để xử lý. Tin khác cho hay cô giáo Lê Thị Dung nhận mức án 15 tháng tù vào chiều ngày 13 tháng 6, cô giáo Lê Thị Dung đã nhận mức án 15 tháng tù do tòa phúc thẩm tuyên sau 2 ngày xét xử. Theo hội đồng xét xử thì bản án sơ thẩm ở mức 15 năm tù giam là quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, đó là tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo. Với mức án 15 tháng tù, cô giáo Lê Thị Dung còn phải bị giam thêm 15 ngày nữa mới được trả tự do. Như tin đã đưa, vào ngày 24 tháng 4, tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt cô giáo Lê Thị Dung nguyên là giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên Hân Yêu Yên, 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Sau ngay sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án này và ngay sau khi bản án được thực hiện thì nhiều bình luận xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng đây là bản án bất công, đồng thời so sánh bản án này với những trường hợp giới chức nhà nước khác làm thất thoát hàng tỷ đồng, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng mà không phải chịu mức án như vậy và cũng xem lại theo cáo trạng này năm 2012 đến năm 2017 thì cô Dung lúc đó là giám đốc chủ khoản của trung tâm đã lợi dụng đường viền được giao để mà chiếm đoạt 45 triệu đồng Việt Nam. Và vào ngày 3 tháng 5, Chánh văn phòng tòa án tỉnh Nghệ An, ông Trần Quốc Cường đã thông báo biện pháp tạm giam cô giáo Lê Thị Dung thêm 45 ngày, mặc dù là bản thân cô này kêu oan, kháng cáo và gia đình cũng làm đơn xin cho cô được tại ngoại. Sau đó, Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An kháng nghị bản án 5 năm đối với cô giáo Lê Thị Dung, đề xuất cấp phúc thẩm xét xử theo hướng hủy bản án sơ thẩm mà cô này đang kháng cáo và kêu oan. Và bác sĩ sản phụ khoa Cao Hữu Thịnh bị phạt tiền vì làm lộ thông tin của bệnh nhân. Sở Y tế thành phố vừa quyết định phạt bác sĩ sản phụ khoa Cao Hữu Thịnh 24.5 triệu đồng, tương đương với khoảng hơn 1.000 Mỹ Kim, do làm lộ các thông tin của bệnh nhân đồng thời yêu cầu vị bác sĩ này phải xóa các quảng cáo có nội dung chưa được xác nhận. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh là người rất nổi tiếng trên mạng xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua với những video ngắn cho thấy ông đang thăm khám, nói chuyện với các bệnh nhân tại phòng khám. Các clip này được đăng tải trên Facebook cá nhân và TikTok. Theo truyền thông của nhà nước, thì ngoài bị phạt tiền, bác sĩ Cao Hữu Thịnh bị buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện ngày 12 tháng 6 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về, về bài đăng của vị bác sĩ nổi tiếng nhắc đến chủ tịch của ngân hàng ACP tên là Trần Hùng Huy có ý nói đến giới tính của ông Huy. Nhiều ý kiến bày tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn của bác sĩ này. vào chiều cùng ngày bác sĩ Thịnh đã sửa lại bài đăng sang ý ca ngợi vị chủ tịch ABC và đến chính không có ý đụng chạm gì và người cố ý thả chó giữ cắn hàng xóm bị chuyển tội danh thành giết người. Công an của Đà Nẵng vừa kết luận thêm để điều tra bổ sung vụ đánh nhau thả chó giữ cắn hàng xóm, chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích thành giết người. Đây là vụ việc xảy ra vào năm 2022, từng gây xung sai dư luận khi có clip ghi lại hình ảnh người chủ đã thả chó giữ cắn hàng xóm khi xảy ra đánh nhau. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 3 giờ chiều ngày 29 tháng 5 năm 2022, ông Đặng Văn Ngọc, 37 tuổi, cùng với Trương Anh Tâm, 40 tuổi, ngồi nhậu tại nhà của Ngọc ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Tại đây, Ngọc kể cho Tâm nghe mâu thuẫn của mình với Trần Đình Thảo, 47 tuổi, về vấn đề đất đai. Khi Tâm gọi Thảo đến nhà ông Ngọc để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra cãi vã, dẫn đến Thảo đánh nhau với hai người kia. Sau khi bị Tâm và Ngọc đánh, Thảo về đến nhà dẫn một con chó pitbull, một con chó bẹt dê, đang nhốt trong chuồng qua nhà Ngọc để đánh trả. Cáo trạng cáo buộc Tâm và Ngọc đã có hành vi dùng sẻn là hung khí nguy hiểm, đánh nhiều cái vào vùng mặt, vào đầu, sau gái của Thảo và gây tỷ lệ thương tích là 14%. Còn Thảo có hành vi về xua chó cắn Ngọc gây tỷ lệ thương tích là 29%. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Tâm và Ngọc về tội giết người, truy tố tạo Thảo về tội cố ích, cố ý gây thương tích. Nhưng nay, công an điều tra chuyển tội danh của Thảo về tội cố ý gây thương tích thành giết người ngày 15 tháng 3, thì công an của thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung liên quan hành vi của Thảo có dấu hiệu về tội giết người vì hành vi thả chó dữ tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến hậu quả là chết người. Vừa rồi là các bản tin Việt Nam, sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin thế giới. Nga thu chiến lợi phẩm từ đợt phản công của Ukraine. Quân đội Nga hôm nay công bố những hình ảnh về các loại pháo hạng nặng do Mỹ và Đức sản xuất bị tịch thu ở tiền tuyến ở Ukraine, mô tả những vũ khí này là chiến lợi phẩm để chế nhạo các đồng minh của Kiev ở phương Tây. Bộ Phúc phòng Nga đã nêu chi tiết cách thức thiết bị xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu Bradley bị thu giữ trong một trận chiến ở vùng Zaporizhia. Cùng với đoạn clip ngắn, Bộ này cho biết trong một tuyên bố, xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley đây là những chiến lợi phẩm của chúng tôi. Trang bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Zaporizhia. Hiện nay, cuộc tổng phản công diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Tổng thống Biden công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm các loại vũ khí tinh vi như là máy bay không người lái để cho phép tấn công từ xa. Thông tin ban đầu cho thấy, các lực lượng Ukraine đang tạo ảnh hưởng trên mặt trận như một phần của cuộc phản công nơi giao tranh ác liệt đang diễn ra. Zaporizhia là nơi có nhà máy hạt nhân lớn nhất của châu Âu, hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Các nhà phân tích quân sự tin rằng đây là khu vực quan trọng để quân đội của Zelensky giành lại trong những tuần tới. Tuy nhiên, bên cạnh chiến lợi phẩm, quân Nga vừa thiệt hại lớn khi một vị tướng đã bị tử trận. Thiếu tướng Sergey Gotsev, 52 tuổi, đã hy sinh trong trận giao tranh ở vùng Zaporizhia, nơi gần đây đã chứng kiến hành động lớn trong cuộc phản công của Ukraine. Ông Goriyev là tham mưu trưởng của tập đoàn quân liên hợp số 35 của Nga và là một trong 11 vị tướng chính thức được xếp vào danh sách thương vong trong cuộc chiến lần đầu tiên trong năm nay. Và cờ của Ukraine tung bay trên ngôi làng mới được chiếm lại. Các nhà báo của Reuters đã vào được ngôi làng gọi là Neskone, mới được giải phóng của Ukraine vào hôm thứ ba, xác nhận rằng các lực lượng của Ukraine đang tiến lên trong giai đoạn đầu của cuộc phản công chống lại cuộc xâm lược của Nga một nhóm phóng viên của hãng thông tấn reuters đã đến ngôi làng đổ nát ở đông nam ukraine vài ngày sau khi kiev cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi quân đội nga nga đã không chính thức thừa nhận việc mất nekushne và một số ngôi làng khác lá cờ ukraine màu vàng và màu xanh tung bay trong gió trên đống đổ nát của một cửa hàng tạp hóa không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn trong ngôi làng này nơi chỉ có một dãy dài những ngôi nhà nhỏ dọc theo con đường rợp bóng cây Phóng viên Reuters không thể nhìn thấy dân làng nào ở nơi đây, nơi có dân số vài trăm người trước cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Ngôi làng im lặng, ngoại trừ tiếng chim hót và tiếng đại bác từ xa. Nhóm phóng viên Reuters đã nhìn thấy xác chết của ba người lính Nga trong làng. Một người nằm trên con đường nơi đồng đội của anh ta đã bỏ lại sau khi mà bị thương hoặc bị giết. Cho đến nay, cuộc tấn công của Ukraine vẫn đang ở giai đoạn đầu, với hàng chục ngàn binh sĩ mới của Ukraine và hàng trăm thiết giáp của phương Tây vẫn chưa sẵn sàng tham chiến. Lực lượng của Nga và Hoa Kỳ gặp trở ngại ở Syria. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vào cuối ngày thứ hai, 22 quân nhân Hoa Kỳ đã bị thương trong một vụ trục trặc trực thăng ở vùng đông bắc Syria mà không tiết lộ nguyên nhân của sự việc hoặc chi tiết mức độ nghiêm trọng của các vết thương. Bộ chỉ huy trung tâm quân đội cho biết 10 thành viên đã được di tản đến các cơ sở chăm sóc cấp cao hơn ở bên ngoài khu vực. Trong khi đó, tin tức ghi nhận của chiến binh Nga đã thiệt mạng và một số người khác bị thương ở tỉnh Aleppo, phía bắc Syria vào hôm thứ Hai. Một giám sát viên chiến tranh và một nguồn tin an ninh của người Kurd cho biết. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, cơ quan giám sát xung đột ở Syria cho biết, thương vong của Nga xảy ra khi đoàn xe của họ bị Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích. Nga đã can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria từ năm 2015 sử dụng các cuộc không kích và triển khai các cố vấn cũng như quân cảnh để giúp Tổng thống Syria là Bashar al-Assad chiếm lại lãnh thổ từ tay của phiến quân. Một số được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Một quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng, các báo cáo rằng các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các vị trí ở vùng nông thôn phía bắc của Aleppo al và đánh trúng xe bọc thép của Nga là không đúng sự thật. Bộ Tư lệnh Trung ương, Cơ quan Giám sát Quân đội Hoa Kỳ ở Trung Đông cho biết, không có báo cáo về hỏa lực của kẻ thù, nhưng nói thêm rằng nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn kiểm soát các vùng phía đông bắc của Syria đã đặt câu hỏi cho liên minh do Mỹ đứng đầu về việc triển khai quân đội Mỹ ở trong khu vực. Và tin thêm về Ukraine, Nga tấn công hỏa tiễn vào Ukraine giết chết 10 người. Có ít nhất là 10 người đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà hỏa tiễn của Nga nhắm vào một tòa nhà ở và một kho, nhà kho ở quê hương của Tổng thống Zelensky là Kyiv Reed vào hôm thứ Ba. Chính quyền địa phương cho biết 4 người đã bị thiệt mạng trong khu chung cư và 6 người trong nhà kho. Những chiếc túi đựng thi thể của những người bị thiệt mạng trong khu chung cư nằm trên mặt đất cạnh sân chơi trẻ em. Nhà chức trách cho biết một người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và 28 người bị thương, trong đó 12 người đang được điều trị tại bệnh viện công nhân thành phố và người dân bắt đầu dọn dẹp, đóng đổ nát và đập vỡ kính bên ngoài tòa nhà để tránh gây thêm thương tích. Tổng thống Zelensky, người sinh ra ở Rivne, đã lên án vụ tấn công trong một bài đăng trên Telegram nói rằng những kẻ giết người Nga tiếp tục cuộc chiến chống lại các tòa nhà dân cư, thành phố bình thường và người dân. Nga trong thời gian qua đã nhiều lần tấn công các thành phố trên khắp Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 của năm 2022, mặc dù phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Và ghi nhận 3 người bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công đường phố ở Anh Quốc, cảnh sát Anh cho biết một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi giết người sau khi 3 người được phát hiện đã chết trên đường phố ở thành phố Nottingham, miền trung của nước Anh vào ngày hôm nay. Ba người khác đã được đưa đến bệnh viện sau khi một tài xế cố gắng ủi vào họ bằng một chiếc xe tải. Cảnh sát cho biết hai người đã được tìm thấy đã chết trên một con đường ở trung tâm Nottingham chỉ khoảng sau 4 giờ sáng trước khi các cảnh sát được cảnh báo về một vụ khách cách đó không xa khi ai đó đã lái một chiếc xe tải và cố gắng cán qua ba người khác. Một người đàn ông khác cũng được tìm thấy đã chết trên một con đường ngay trên bên ngoài trung tâm thành phố. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 31 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người và đang bị cảnh sát giam giữ. Không có dấu hiệu nào cho thấy động lực dẫn đến vụ giết người. Cũng trong phần tin thế giới, thưa quý vị, các nhóm thân Đức Quốc xã đang nổi lên ở Brazil. Tháng 11 năm ngoái, chỉ có vài giờ trước buổi gặp mặt xã hội dành cho người nhập cư Haiti ở thị trấn Itajai của tỉnh Santa Catarina, miền nam Brazil. Nhà tổ chức đã nhận được một tin nhắn đe dọa rằng phải hủy bỏ cuộc triển lãm Haiti hoặc sẽ gặp một cuộc thảm sát. Cuối cùng, không có cuộc tắm máu nào và sự kiện vẫn diễn ra với sự có mặt của cảnh sát. Tuy nhiên, email và cảnh sát ở Santa Catarina vẫn đang điều tra, cho thấy một số lượng nhỏ nhưng đang gia tăng các trường hợp chủ nghĩa phát xít mới ở Brazil đã gia tăng khi nền chính trị cực hữu phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2019 đến 2023 của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Cảnh sát liên bang Brazil cho biết 21 cuộc điều tra về cáo buộc sản xuất, bán, phân phối hoặc tung chữ vạn là biểu tượng nằm nhằm mục đích tuyên truyền chủ nghĩa phát xít đã mở ra trong năm nay, và tăng lên so với năm 2018 mà năm Bolsonaro đắc cử. Vấn đề chủ nghĩa phát xít mới đặc biệt gây gắt ở Santa Catarina, một tiểu bang mà nhiều người có tổ tiên là người Đức và người Ý. Đây là tỉnh có tỷ tỉ lệ cư dân da trắng lớn nhất ở Brazil với 84% tuyên bố là người da trắng trong cuộc điều tra dân số vừa qua. Arthur Lopez là một thám tử cảnh sát, người dẫn đầu các cuộc điều tra về các nhóm tân quốc xã nói rằng cấu trúc sắc tộc đã khiến cho một số người trong tỉnh này tin vào ưu thế của người da trắng vì họ là thượng đẳng. Quý vị và theo dõi phần tin Việt Nam cũng như phần tin thế giới qua phần trình bày của Đỗ Tân Khoa trên màn ảnh của Little Sài Gòn TV băng tầng 56.10 tại miền Nam California. Mời quý vị tiếp tục với các bản tin Hoa Kỳ sau một số các thông tin thương mại của đài.